Từ vô trung kiên xin kính chào toàn thể anh chị ạ. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với video bên em. Chúc anh chị ngày mới vui vẻ, hạnh phúc. Và trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến anh chị hai tác phẩm được chế tác trên nền chân liệu gỗ trắc đỏ đen ạ. Và vâng, trước khi vào tác phẩm thì em xin giới thiệu qua về cơ sở bên em. Cơ sở bên em nằm ở quốc lộ 38, làng nghề mộc Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương, với hai số hotline quen thuộc là 0944 812 986 và 0822 338 345. Và anh chị ưng tác phẩm nào thì có thể là liên hệ trực tiếp với nhà em qua hai số điện thoại này để em gửi hình ảnh, video cũng như là kích thước chi tiết. Và vâng, tác phẩm đầu tiên là một cụ di nạc cửu phúc này, ngồi gốc tùng này anh ơi. Anh chị ơi, em sẽ thông báo chiều cao, kích thước cũng như là giá cả để anh chị cân đối không gian và tài chính bên mình. Với chiều cao là 1m50, chiều ngang là 90 và chiều sâu là 58. Em tặng kèm cho anh chị một chiếc kỷ 20cm, giao lưu với anh chị là 30 triệu đồng, bao phí vận chuyển toàn quốc. Cái vâng, tác phẩm thứ hai là một tác phẩm phu thê viên mãn này. Vâng, với chiều cao là 1m23, chiều ngang là 1m18 và chiều sâu là 50 ạ. Ngày em tặng kèm cho anh chị cũng một chiếc kỷ 15cm, bao phí vận chuyển toàn quốc cho anh chị là giao lưu là 19 triệu đồng ạ. Cái vâng, em xin mời anh chị đi sâu vào chi tiết tác phẩm ạ. Vâng, một cụ di nạc thì thường biểu tượng cho một cuộc sống an lạc này, hạnh phúc vui vẻ anh chị ơi. Một cụ di nạc đang ngồi hiên ngang tự tại này, với quây quần cùng đàn con cháu của mình. Anh chị có thể là ngắm diện mặt của cụ này, một diện mặt rất là phúc hậu, nhân hậu luôn anh chị ơi. Từ những kia ánh mắt, từ những nụ cười nhà em đục tỉa rất là tỉ mỉ chi tiết cho em gái này. Đường vân anh chị có thể là ngắm đường vân chất gỗ này, từ những cái phôi gỗ rất là già nhà em làm chế tác ra anh chị nhé. Vâng, toát lên một sự vui tươi này anh chị thấy này. Từ những cái dái tai này nhà em đục tỉa cũng là rất là tròn này anh chị nhé. Vâng, từ những cái tà áo này làm rất là mềm mại, đang tung bay trong gió, uyển chuyển cho em gái này, kênh bông tỉ mỉ ạ. Và vâng, trên tay cụ thì đang cầm một chiếc quạt. Một chiếc quạt từ những cái đường gân này nhà em cũng châm tỉa rất là tỉ mỉ chi tiết cho em gái này. Và vâng, cụ thì đang ngồi dưới một cây tùng rất là cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, một cây đậy đại nhân mộc anh chị nhé. Từ anh chị có thể là nhìn từ thân cây này, từ thân cây đến những tán cây này mọc rất là xum xuê tươi tốt đó. Nhà em làm châm tỉa này anh chị thấy, từ những cái tán tùng này anh chị thấy này, kênh bong tỉ mỉ cho em gái này rất là đẹp luôn ạ. Vâng, hàng gọt tỉa này rất là sạch sẽ, anh chị có thể thấy những cái tán tùng đang vươn ra, đang vươn rộng ra anh chị nhé. Vâng, lại để mang lại sự sức khỏe dẻo dai này, những cái may mắn này, sự trường tồn trường thọ về cho gia đình mình, những cái sự hiên ngang dũng mãnh anh chị nhé. Vâng, có thể ngắm kỹ cho em này, từ những cái cành tùng này nhà em làm rất là chắc chắn, đây là một cái cây tùng rất là già rồi anh chị nhé, có hàng ngàn năm tuổi cho em gái này. Vâng, nghệ nhân bên em còn chế tác thêm 9 cô cậu tiểu đồng này, đủ lết đủ tẻ cho em gái này, đại diện cho phúc lộc thọ hàng linh vạn sự như ý này, cầu lại mang lại những cái tiền tài tài lộc với cho gia đình mình, gia đình thì hạnh phúc viên mãn này, con đàn cháu đống anh chị ơi, đủ lết đủ tẻ cho em gái này. Vâng, những người anh chị có thể là ngắm kỹ những cái cô cậu tiểu đồng này đều đang vui tươi rất là nô đùa tinh nghịch nhá. Cô thì cầm tiền này, cô thì cầm hoa này anh chị có thể thấy này. Vâng, đang quây quần, đang rất là vui tươi vui vẻ này, gia đình thì tràn ngập tiếng cười anh chị nhá. Vâng, cụ thì nhà em đang ngồi trên những cái núi tiền, những cái bao tiền rất là nhiều luôn anh chị ơi. Tiền thì xếp tầng tầng lớp lớp, anh chị có thể là ngắm kỹ cho em những cái thỏi vàng này, những cái đồng xu này, những cái sâu tiền này nhà em chặt tỉa rất là tỉ mỉ này, châm tỉa từng cái mặt tiền một này, những cái bao tiền thì núm thì rất là mềm mại cho em gái này. Vâng, anh chị có thể quan sát kỹ này. Vâng, anh chị ơi, từ những cái lấm kim chi này nhà em chặt tỉa cũng rất là kênh bong cho em gái này, đục tỉa rất là kênh bong bề lổi cho em này, những cái quả hồi lô này để mang lại sự trường thọ tài lộc sức khỏe về cho gia đình mình anh chị nhá. Vâng, từ những cái cây cỏ này nhà em cũng làm kênh bong tỉ mỉ cho em này. Vâng, hàng rất là kỹ luôn cho em anh chị nhá. Vâng, hàng đục tay làm kênh bong tỉ mỉ cho em gái này. Vâng, một vôi gỗ rất là già luôn anh chị ơi, có thể là quan sát kỹ cho em này, quan sát kỹ này vẻ đẹp của một siêu phẩm anh chị nhá. Em sẽ thông báo lại chiều cao, kích thước cũng như là giá cả để anh chị cân đối đấy. Với chiều cao là 1m50, chiều ngang là 90 và chiều sâu là 58. Em tặng kèm anh chị một chiếc kỷ 20cm anh chị ơi, giao lưu với anh chị là 30 triệu đồng ạ, bao phí vận chuyển toàn quốc cho em gái này. Vâng, để anh chị không phải chờ đợi lâu thì em xin sang phép sang tác phẩm thứ hai. Tác phẩm thứ hai là một phu thê viên mãn anh chị ơi, phu thê bốn mùa anh chị nhá. Vâng, trước mặt anh chị đây là một đôi chim công này. Vâng, với chiều cao là bao nhiêu ạ? Với chiều cao là 1m23, chiều ngang là 1m18 và chiều sâu là 50. Em tặng kèm anh chị một chiếc kỷ là 15cm, giao
lưu với anh chị là 19 triệu đồng bao phí vận chuyển toàn quốc cho em gái đấy. Vâng, trước mặt anh chị đây là một đôi chim công. Một đôi chim công biểu tượng cho tình yêu đôi lứa này, tình cảm vợ chồng hạnh phúc viên mãn này, chung thủy với nhau này anh chị ơi. Từ những cái anh chị có thể ngắm chim cho em này. Vâng, những cái chú chim công được nhà em châm tỉa rất là tỉ mỉ chi tiết này. Từ những cái bộ lông này, từ những cái lông này nhà em làm di sừng rất là đẹp luôn. Hàng kênh bông tỉ mỉ, tơi tờ tờ cho em anh chị nhá. Vâng, từ những cái phôi gỗ, từ những cái phôi gỗ rất là già luôn anh chị nhá. Anh chị nhìn màu gỗ có thể thấy em, những cái phôi gỗ rất là già, nhà em chế tác ra hai chú chim công rất là tỉ mỉ sắc nét cho em gái này. Vâng, từ những cái kênh băng tỉ mỉ cho em nhá. Một đôi chim công thể hiện cho tình yêu đôi lứa, hạnh phúc viên mãn, sự chung thủy, sự của vợ chồng anh chị ơi. Và ngoài ra xung quanh đôi chim công đang âu yếm với nhau thì nhà em còn đang chế tác thêm 4 loại cây tùng trúc cúc mai anh chị ơi. Vâng, mỗi loại cây đều mang một đặc điểm riêng anh chị nhá. Vâng, những cái chú chim chỉ này nhà em làm rất là tỉ mỉ chi tiết cho em gái này. Cây tùng thì là biểu tượng cho sự hiên ngang này, sức khỏe dẻo dai này, dù mọc trên đá sỏi nhưng mà vẫn vươn lên này, tỏa những cái tán cây xanh ngát anh chị nhá. Vâng, ngắm kỹ cho em này, những cái tán tùng đấy châm tỉa rất là tỉ mỉ, hàng kênh bông sạch sẽ cho em gái này. Vâng, những cái chú chim thì đang hót níu lo này. Vâng, mang lại cái sự vui tươi này anh chị ơi. Vâng, có thể nhìn cho em này, những cái tán tùng này kênh bông tỉ mỉ luôn, những cái màu của sắc của tùng cũng rất là đặc trưng rồi anh chị ơi. Vâng, hàng liền cho em gái nhá. Vâng, những cái chú chim nhà em tỉa tốt này cũng rất là tỉ mỉ này. Đôi chim chỉ này, đôi chim chỉ cũng đang âu yếm với nhau này trên những cái tán mai này anh chị nhá. Vâng, có thể là ngắm kỹ cho em này để mang lại sự hạnh phúc, sự viên mãn này cho gia đình ấm êm này anh chị. Có thể thấy những cái đôi những cái cánh những cái lông này nhà em châm tỉa này, vuốt cao lên anh chị ơi, hàng rất là tỉ mỉ chi tiết cho em gái này. Vâng, cây mai thì đại diện cho gì? Cây mai đại diện cho những cái gì mới mẻ nhất, những cái tài lộc về cho gia đình mình. Anh chị có thể ngắm này, từ những cái bông lụ này đến những cái bông hoa đang chóm nở này anh chị ơi, làm rất là chi tiết tỉ mỉ luôn anh. Từ những cái kẽ hoa một anh chị nhá, hàng kênh bông sạch, gọt tỉa sạch sẽ cho em này. Vâng, bên dưới nhà em còn chế tác thêm một khóm cúc anh chị ơi. Cúc làm biểu tượng cho sức khỏe này, sự trường thọ này, đem lại những cái sức khỏe dẻo dai cho đại gia đình mình anh chị ơi. Từ những cái tán, từ những cái lá cúc này đến hoa này, nhà em châm tỉa này rất là mềm mỏng cho uyển chuyển cho em gái này. Hàng kênh bông gọt tỉa sạch sẽ cho em anh chị nhá. Có thể là ngắm kỹ cho em này, phối màu giữa màu đen và màu đỏ rất là hài hòa cho em. Vâng, một cây trúc anh chị ơi, một cây trúc để mang lại sự kiên cường này, sự mạnh mẽ này anh chị nhá. Vâng, từ những cái tán lá trúc này anh chị lấy này làm rất là tỉ mỉ chi tiết cho em này. Vâng, những cái thân cây này, một cái thân cây trúc rất là già cho em gái này. Vâng, anh chị ngắm kỹ tác phẩm, ngắm kỹ hoa, tổng quan lại tác phẩm cho em gái này. Vâng, em sẽ thông báo lại chiều cao kích thước để chị cân đối ạ. Với chiều cao là 1m23, chiều ngang là 1m18 và chiều sâu là 50. Em tặng kèm anh chị một chiếc kỷ là 15cm, giao lưu với anh chị là 19 triệu đồng bao phí vận chuyển toàn quốc cho em gái này. Vâng, anh chị mà ưng tác phẩm nào thì là cũng nên máy trực tiếp alo cho nhà em qua hai số điện thoại 0941812986 và 0822338345. Vâng, và cũng có thể là để tín hiệu ngay dưới video giúp em ạ. Vâng, anh chị ơi, nếu mà anh chị thấy video hay, tác phẩm đẹp thì đừng quên ủng hộ em gái những nút like, nút chia sẻ và ấn nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất bên em. Vâng, cảm ơn anh chị đã đồng hành cùng Tượng Bộ Trung Viên trong thời gian qua. Em xin chào và hẹn gặp lại trong anh chị trong video lần sau ạ.